Trong thần thoại Hy Lạp, Hades được biết đến với vai trò là một vị thần cai quản địa ngục vô cùng hung tàn và nghiêm khắc. Mọi sinh vật trên đời đều khiếp sợ và không dám nhắc đến tên ông. Thế nhưng, trong chuyện tình cảm thì Ngài lại là một vị thần có trái tim chung thủy. Vị nữ thần nào có thể khiến cho người mệnh danh hung ác và lạnh lùng bậc nhất trong các vị thần say mê đến vậy? Hãy cùng qua Fairy Tale tìm hiểu nhé! Từ ngày tiếp nhận cai quản địa ngục, Hades rất hiếm khi rời khỏi nơi này. Xin chào người anh đáng kính của ta. Đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ? Hiếm khi nào em liên lạc với ta, có chuyện gì sao? Ồ, ngày mai đỉnh Olympus mở tiệc, ta muốn mời anh đến tham dự thôi à. Em cũng thừa biết, ta vốn không thích bữa tiệc đó mà. Thôi nào, anh ở dưới địa ngục này hàng trăm năm nay rồi, nên ra ngoài thay đổi chút không khí đi. Ngày mai để mặt em, anh nhất định phải đến đó. Không cho Hades có cơ hội từ chối, Zeus liền biến mất. Thế là hôm sau, Hades phải miễn cưỡng lên đỉnh Olympus theo lời mời của Zeus. Suốt buổi tiệc, Ngài tỏ ra buồn chán và chỉ ngồi một mình ở góc vườn. Cùng tham dự bữa tiệc có nàng Persephone, xinh đẹp tuyệt trần. Nàng là con gái của nữ thần mùa màng Demeter. Mê mẩn trước sắc đẹp của Persephone, các vị nam thần thì nhau tán tỉnh, khiến nàng cảm thấy phiền lòng. Nhưng với bản tính hiền lành, nàng chỉ biết cười và từ chối nhẹ nhàng. Persephone khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng vây của các nam thần và trốn ra vườn hoa. Ôi, tôi xin lỗi ngài. Ngài có một mái tóc thật đặc biệt. Tôi có thể cùng ngồi đây cùng ngài không? Persephone cứ nghĩ Hades sẽ không trả lời mình và bản thân đang làm phiền ngày ấy nên định rời đi. Thế nhưng bất ngờ Hades cất lời: Tùy nàng thôi. Ngài không thích bữa tiệc sao? Thế còn nàng, một nữ thần xinh đẹp đáng lẽ ra phải là tâm điểm của bữa tiệc mới đúng, sao lại ra đây? Câu hỏi của Hades khiến cho Persephone như cởi bỏ được sự ngại ngùng. Ta cảm thấy không khí của bữa tiệc không thích hợp với mình. Các nam thần lúc nào cũng vây quanh và thực sự khiến ta khó xử. Mà ta nghĩ một nam thần phong độ như ngài cũng có thể có rất nhiều nữ thần quan tâm đúng không? May quá, ngài cười rồi. Ta cứ sợ mình đang khiến ngài phiền lòng. Nếu thế, nàng có muốn xuống dưới mặt đất đi dạo cùng ta không? Được đấy, giờ mẹ ta đang bận vui vẻ trong bữa tiệc, chắc chắn sẽ không để ý đến ta. Nếu đi một chút rồi về, chắc chắn sẽ không bị phát hiện đâu. Thế là Hades đưa nàng Persephone rời khỏi đỉnh Olympus, cùng đi dạo bên dòng sông Styx thanh bình. Đây là lần đầu tiên ta được đi chơi mà không hề có mẹ ở bên cạnh. Mẹ rất thương ta, nhưng cũng chính vì thế mà bà chẳng bao giờ để ta rời khỏi bà quá lâu. Dù đi đến đâu, bà ấy chỉ cần hỏi tên là sẽ biết và lập tức đưa ta về. Sự ngây thơ của Persephone chẳng biết từ bao giờ đã khiến cho vị chúa tể địa ngục có chút cảm mến. Vì muốn được ở bên cạnh nàng Persephone lâu hơn, Hades liền đưa ra một lời đề nghị. Nếu nàng ở dưới địa ngục của ta, mẹ nàng sẽ chẳng bao giờ biết được. Thật không? Ta chưa bao giờ được xuống địa ngục nên cũng rất tò mò về nơi này. Nhưng mà nàng lo sợ ta sẽ không đem nàng trở về sao? Nhưng danh thần Hades, chúa tể địa ngục, xin thề với dòng sông Styx, ta sẽ đưa nàng trở lại mặt đất an toàn. Sau một hồi đắn đo, nàng Persephone cũng gật đầu đồng ý. Thế là Hades đưa nàng xuống dưới địa ngục của mình. Trong khi ấy, ở đỉnh Olympus, nữ hoàng Demeter phát hiện Persephone đã rời đi từ lúc nào. Không thấy con mình ở đâu, nàng liền vội vã đi tìm ở khắp nơi. Ngươi có nhìn thấy con gái Persephone của ta ở đâu không? Thưa nữ thần, tôi không biết. Đây tảng đá kia, ngươi có thấy con gái của ta ở đâu không? Tôi không biết nữa, thưa nữ thần. Vì run sợ trước vị thần cai quản địa ngục hết,
nên chẳng một sinh vật nào dám nhắc tới tên ông. Quá tức giận, nữ thần Demeter khiến cho cây cỏ ở những nơi nàng đi qua đều héo úa. Lúc này thần ở sông Stin thấy thế lo lắng, nàng sẽ hủy diệt mọi thứ liền xuất hiện. Ôi nữ thần Demeter, xin nàng đừng giận dữ nữa, ta biết con gái nàng đang ở đâu. Con gái ta ở đâu? Hãy nhanh nói ta biết. Nàng đang ở dưới địa ngục, là thần Hades đã dẫn nàng đi. Hết, ông ta dám bắt cóc con gái của ta hay sao chứ? Ôi không, ngài ấy không bắt cóc, mà là Persephone tự nguyện đi theo. Và tôi thấy Hades chẳng có ý gì xấu với nàng ấy đâu. Địa ngục ư? Ta không thể nào xuống đó được. Có lẽ Zeus sẽ có cách. Demeter quay về đỉnh Olympus, kể cho Zeus nghe mọi chuyện. Hades, kẻ trên vạn người, là một trong ba kẻ quyền lực đã chi ba thiên hạ và là chúa tể được tôn sùng ở nơi địa phủ trong số những vị thần bất tử. Ngài sẽ là một người chồng xứng đáng với cô gái nàng. Không được, ta không thể nào để con gái ta lấy một người hung ác như Hades và phải sống một nơi u ám tối tăm như vậy. Thôi được rồi, giờ ta sẽ cho Hermes xuống địa ngục để đưa Persephone trở về. Theo lệnh Zeus, Hermes nhanh chóng đi xuống địa ngục tìm Persephone. Về phần Persephone, sau một thời gian trò chuyện cùng Hermes, nàng dần có tình cảm với ngài. Ngài thật sự không giống như mọi người vẫn đồn đại. Ta nghe đồn rằng ngài là một vị thần hung ác và nghiêm khắc, sẵn sàng trừng phạt bất kỳ ai làm ngài phật ý. Nhưng có vẻ ngài lại không như vậy. Vậy nàng cảm thấy ta là người thế nào? Ta cảm thấy ngài rất tốt bụng và ấm áp. Ta luôn phải yêu về các vị thần khác vì thứ họ muốn từ ta chỉ là vẻ bề ngoài. Còn khi ở cạnh ngài, ta lại cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái. Vì mãi mê nói chuyện, nàng Persephone không để ý dưới chân mình có một viên đá nhỏ. Bỗng nhiên Hermes đi vào, chứng kiến cảnh tượng ấy của hai người. Kính chào ngài Hades tối cao. Thưa ngài, tôi theo lệnh thần Zeus xuống đây để đón nàng Persephone trở về với nữ thần Demeter. Ngài có thể để cho ta ở lại đây thêm một chút nữa được không? Sau đó ta sẽ tự trở về. Nữ thần Demeter chỉ vì không tìm được nàng nên đã vô cùng tức giận, khiến cho cây cối chết khô. Nếu nàng còn chần chừ, ta e rằng mặt đất sẽ chẳng còn sự sống nào đâu. Bây giờ ta trở về, chẳng biết bao giờ mới có cơ hội trở lại. Sau lần này, có lẽ mẹ ta sẽ quản lý ta chặt chẽ hơn trước. Giá bà ta không lập lời thề với dòng sông Tuyết. Nếu thật sự muốn gặp lại ta, thì hãy ăn những hạt lụa này đi. Đi đi Persephone, về với người mẹ đang khóc than của nàng. Và hãy đối xử với ta bằng sự tử tế từ trong trái tim. Vì ta không phải là kẻ thấp hèn, mà là anh trai của Zeus. Khi ở đây với ta, nàng sẽ là nữ hoàng của những sinh linh kia, và có được quyền lợi tối cao mà một vị thần được hưởng. Kẻ nào dám phật ý nàng hoặc không biết xoa dịu nàng với những lễ nghi cung kính và cống phỏng phù hợp sẽ bị ta trừng phạt đến muôn đời. Trên đường trở về, vì rất muốn quay trở lại nơi này một lần nữa, và hơn hết là để gặp lại ngài Hades, Persephone đã không chần chừ ăn lấy 6 hạt lựu. Khi cỗ xe sắp lên đến mặt đất thì bất ngờ những sợi dây gai địa ngục quấn chặt lấy nàng và kéo nàng trở lại địa ngục. Không thể làm gì được, Hermes đành về kể lại mọi chuyện cho Zeus. Nghe xong, Zeus lập tức liên lạc với Hades. Hades, tại sao anh lại không để Persephone trở lại mặt đất? Nàng ấy đang ăn đồ ăn của địa ngục, nên nàng sẽ vĩnh viễn ràng buộc với thế giới địa ngục. Và chuyện nàng ấy ăn những hạt lựu hoàn toàn là tự nguyện. Persephone, có thật là con đã ăn đồ ở dưới địa ngục hay không vậy? Vâng, thưa mẹ, chỉ vì con muốn trở lại đây thêm một lần nữa nên đã ăn 6 hạt lựu. Nhưng anh có thể nể mặt ta phá lệ một lần được hay không hả? Không được, luật lệ ở dưới địa ngục không thể bị xem thường, và ta sẽ không phá vỡ nó đâu. Người là thần của các vị thần, tại sao lại khiêm nhường hết chứ?
Người có thể dùng quyền uy của mình để bắt buộc Hades phải trả lại con gái cho ta mà. Ngài hãy làm điều đó đi. Chúng ta không thể đắc tội với Hades được. Vì sức mạnh của anh trai ta như thế nào, ta là người hiểu rõ nhất. Ngài ấy không hề tầm thường. Chưa chắc ta đã có thể thắng được anh ấy đâu. Bỗng nhiên Hermes nhớ ra điều gì đấy, liền nhanh dẫu nói với Zeus. Thưa thần Zeus, tôi chợt nhớ ra một chuyện. Khi tôi gặp thần Hades để đưa nàng Demeter về. Thế là Zeus liền cho triệu hồi thần sông lên để hỏi chuyện và làm nhân chứng. Ta được biết anh đã có lời thề với dòng sông Tis rằng sẽ đem Persephone trở về, có thần sông làm chứng. Là một vị thần, anh nên tuân theo để không làm ảnh hưởng đến quyền uy của mình. Để vừa đảm bảo lời hứa của mình và cả luật lệ nơi địa ngục, ta có một lời đề nghị rằng số hạt lũ mà nàng Demeter đã ăn sẽ tương ứng với số tháng ở dưới địa ngục là 6 tháng, và 6 tháng còn lại sẽ trở lại mặt đất. Như thế có được không? Ta đã đưa ra ý kiến như vậy rồi đó. Hãy nghĩ thử xem ý nàng thế nào đi. Nhưng được Tây Phiên ở bên cạnh ngài và mẹ, ta rất vui vẻ. Thôi được rồi, 6 tháng đầu năm ta sẽ để nàng về bên cạnh mẹ, và 6 tháng cuối năm nàng sẽ trở lại địa ngục, được không? Kể từ đó, mỗi lần nàng Persephone ở mặt đất thì nữ thần Demeter rất vui vẻ. Cây cối đâm chồi nảy lộc, tạo ra mùa xuân và mùa hè. Còn khi nàng Persephone trở lại địa ngục cùng Hades thì nữ thần Demeter lại thương nhớ con gái mà bỏ bê mùa màng, khiến cho cây cối tàn úa, tạo nên mùa thu và mùa đông. Cuối cùng thì Hades đã có được nàng Persephone xinh đẹp. Nhưng liệu cuộc sống của hai người có mãi bình yên và hạnh phúc hay không? Loki giống là một vị thần nổi tiếng với những trò lừa lọc. Anh không chỉ trêu đùa với các vị thần mà còn đùa giỡn với con người nơi trần thế. Điều này đem lại hình phạt xứng đáng, xen lẫn thăng trầm cảm xúc tới cho vị thần của rắc rối. Trong một lần xuống trần gian du ngoạn, Loki vô tình đụng mặt nàng công chúa Ymira, một người con gái xinh đẹp và thân thiện. Cho rằng đây là định mệnh của mình, Loki quyết tâm theo đuổi nàng công chúa. Anh có sao không? Xin chào, không biết nàng công chúa xinh đẹp đây là... Anh không phải người của vương quốc này sao? Ta là công chúa Ymira. Ôi, thật không ngờ, nàng là công chúa thật đấy sao? Ta là Loki. Nếu như nàng đã nghe qua thì biết ta là ai rồi chứ? Thần Loki, xin thứ lỗi cho sự vụng về của tôi ạ. Không sao, không sao. Đâu phải tự nhiên mà chúng ta đụng nhau như thế được. Ta khẳng định là do duyên số sắp đặt rồi đó. Thưa ngài, tôi không dám. Có gì mà không dám chứ. Một nàng công chúa xinh đẹp được vị thần như ta để ý cũng là điều hiển nhiên thôi mà. Dạ thưa ngài, tôi đã có người kết duyên rồi. Chàng là Mateo, hoàng tử của vương quốc láng giềng ạ. Thưa ngài. Hôn lễ chưa tổ chức, chẳng phải là ta vẫn còn cơ hội hay sao? Hay là nàng chê ta không xứng với nàng đi? Biết phải từ chối thế nào bây giờ? Cái này xin ngài hãy để tôi suy nghĩ thêm à. Nàng cứ từ từ tính toán đi, ta cũng không phải người khó tính quá đâu. Sau nhiều lần từ chối, nhưng Loki vẫn chẳng từ bỏ ý định, dai dẳng bám theo. Kính thưa thần Freya, vị thần của tình yêu và sắc đẹp, nếu như ngài có thể thấy được điều mà con trai của ngài, thần Loki, đang gây ảnh hưởng tới trần thế, xin ngài hãy ra tay giúp đỡ. Xin chào công chúa. Thằng bé này quay ở đây chưa đã còn muốn phá phách dưới kia nữa sao? Được rồi. Mẹ à, người làm gì vậy chứ? Con đang bận mà. Bận làm phiền con gái người ta. Như vậy mà được hay sao? Có gì đâu chứ, chỉ là một cô gái thôi. Con nói thế mà được sao? Người ta là công chúa đã có hôn phu, con định xen vào giữa thì còn ra thể thống gì nữa chứ? Con nói thử xem. Nghe ta, từ bỏ cô công chúa đó đi. Mối lương duyên của họ rất quan trọng đấy. Hơn nữa,
Được rồi, con đã nghe kỹ rồi mà. Ở dưới đó không thiếu người khác để cho con lựa chọn đâu. Được rồi mà, con không đụng tới cô ta nữa là được chứ gì. Không được thì đã sao, ta không có được nàng thì cũng đừng ai có được nàng. Theo kế hoạch đã dạch sẵn trong đầu, Loki chọn đúng một bữa tối trăng thanh gió mát, biến thân thành hoàng tử mà theo và bước vào dưới cung điện nơi mọi người đang vui vẻ bên bữa tiệc. Chết rồi, sợi dây chuyền mà Mateo tặng cho ta sao lại mất được nhỉ? Bữa tiệc này chuẩn bị chia tay con gái ta, con có gì không vừa lòng sao? Dạ không phải ạ. Ủa Mateo, không phải ngày mai mới là ngày chúng ta hẹn gặp nhau sao? Ngày mai sao? Ta không đợi được tới ngày mai để nói những lời này với nàng. Hôm nay là một ngày tốt, ta cũng xin có đôi lời muốn nói với tất cả mọi người. Bắt đầu từ thời điểm này, ta muốn từ hôn với công chúa Ymira. Ta không muốn kết hôn với nàng ấy nữa. Matthew, đây không phải chuyện để đùa đâu. Không hề, ta không hề đùa. Trong lòng ta vốn đã có người con gái khác. Sau khi sắp xếp an toàn cho nàng, ta mới tới đây để thông báo. Ta cũng không muốn lừa dối Ymira thêm nữa. Nàng xứng đáng với người khác tốt hơn ta. Matthew, chàng không còn nhớ lời thề của chúng ta sao? Với ta còn quan trọng nữa hay sao? Mọi thứ với nàng giờ chỉ là dĩ vãng mà thôi. Ymira, đừng tìm ta nữa. Chúng ta kết thúc rồi. Người đâu? Từ nay nghiêm cấm tên Matthew đó xuất hiện trên vùng đất của ta. Ymira, đừng quá đau buồn. Nhất định chúng ta có thể. Ymira, người đâu? Mau đuổi theo công chúa. Đừng để nó làm gì dễ dột. Thế nhưng, bằng một cách thần kỳ nào đó, chẳng ai có thể tìm được tung tích của công chúa Ymira cả. Đứng trước cơn phẫn nộ đầy, nhà vua đã đưa ra một quyết định sai lầm. Đó chính là tuyên chiến với quốc gia láng giềng, quê hương của hoàng tử Mateo. Vậy là từ giây phút này, hai quốc gia vốn từ bạn bè thân thuộc dần dần trở nên thù địch với nhau. Không. Loki, lại là Loki nữa. Bà lập tức làm phép đưa Loki, vị thần của rắc rối, trở về ngay bên cạnh. Ơi mẹ à, lại chuyện gì nữa vậy? Con còn dám hỏi ta chuyện gì sao? Có chuyện gì to tát đâu chứ, cùng lắm là phá một cái đám cưới mà thôi. Con có biết hậu quả khi con cắt đứt mối duyên giữa hai người họ hay không hả Loki? Dùng cái đầu mà suy nghĩ đi. Đó là chiến tranh đó, con có biết hay không? Giữa hai quốc gia đang sống yên bình hạnh phúc, nay vì con mà họ phải giương mũi kiếm về phía nhau. Còn coi đó là chuyện bình thường được hay sao? Còn nghĩ vậy sao Loki? Chẳng phải chiến tranh là chuyện bình thường dưới đó thôi sao? Còn á công chúa đó, đáng ra nhận được tình yêu từ một vị thần thì phải cảm thấy hãnh diện mới đúng chứ. Mỗi sinh mạng đều có một ý nghĩa riêng của nó, con không hiểu đúng không? Vậy được. Hả? Mẹ à, người làm gì vậy chứ? Dưới bàn tay của nữ thần, tân lưu sức mạnh của Loki dần dần biến thành một chiếc mặt nạ. Từ nay, sứ mệnh của con sẽ nằm gọn trong chiếc mặt nạ này. Chỉ có người có đủ tư cách xóa bỏ chiến tranh mới có thể sử dụng được sứ mệnh bên trong chiếc mặt nạ này. Từ nay, con sẽ không còn là thần linh nữa. Hãy tập sống và cảm nhận cuộc sống như một con người bình thường đi. Fairy Tales.